Rồi, xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Với những quý khách hàng đã theo dõi channel từ lâu và có nhu cầu mua xe và đang tìm hiểu về xe thì bản thân bên em cũng mở rộng thêm sự lựa chọn cho quý khách hàng khi cộng tác với một số bên xe cũ và phân phối chính thức với showroom Hà Nội K. Đây là showroom mới được thành lập vào và hoạt động vào đầu tháng 4 2021 tới đây. Bên em thì cũng sẽ chuyên thường làm về xe sang lướt và một số mẫu xe bình dân. Xe cỏ thì bên em sẽ làm riêng một cái video về về xe cỏ thì bên em sẽ có một chuyên mục riêng. Tuy nhiên thì với những quý khách hàng có nhu cầu mua xe sang tiền tỷ thì chúng ta cần một địa chỉ uy tín cũng như là đội ngũ bán hàng có kinh nghiệm và khả năng tư vấn tốt hơn. Quý khách hàng có nhu cầu mua xe sang lướt hay chúng ta có thể liên hệ đến Hà Nội K. Hiện nay thì bên em đang có địa chỉ tại 99 Thành Thái, Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội. Và để chào nhanh qua quý khách hàng thì hiện nay Hà Nội K đang sẵn có những mẫu xe như Maybach S450 đời 2018 mà bên em đang chào bán hơn 6 tỷ đồng. Mercedes E200 sản xuất 2019, bên em đang chào bán mẫu xe này với mức giá là hơn 1 tỷ 9 nhé. Mercedes E250 đời sâu một chút 2014 thì bên em đang chào bán giá hơn 1 tỷ. Đặc biệt về là quý khách hàng mua Lexus thì chúng ta thoải mái lựa chọn từ nhiều tầm tiền, ví dụ như là Lexus RX 350 siêu lướt 2020. Bên em đang chào bán mẫu xe này với mức giá thu về hơn 4 tỷ 3 một chút. Lexus IS 250 hàng hiếm đời 2009 bán hiện đang chào thì bên em đang chào hơn 1 tỷ nhé. Cụ thể thì các bác liên hệ giúp em con xe đặc biệt như này. Lexus RX 350 đời 2015 form cũ thì bên em đang chào bán là giá hơn 2 tỷ. Lexus ES250 sedan của Lexus thì bản siêu lướt và đây là form mới nhé, đầy đủ những cái tính năng công nghệ mới rồi thì bên em đang chào bán giá hơn 2 tỷ rưỡi một chút. VinFast Lux A 2.0 sản xuất 2019 thì bên em đang thu về hơn 1 tỷ. Cụ thể về chương trình khuyến mại hay cần xem xe trực tiếp thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline đang đính kèm trên video. Do điều kiện về dịch bệnh và showroom đang trong quá trình hoàn thành thì hiện nay em đang chào bán trước một số xe và xe cũ thì sẽ cập nhật liên tục và có video từng xe. Quý khách hàng quan tâm thì có thể bấm chuông theo dõi và subscribe kênh để có cái sự lựa chọn và cũng như là nhiều thông tin để chúng ta mua xe một cách hợp lý nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.